Giải xe đạp truyền hình Bình Dương Cup No. 1 trở lại trong tháng 3, mang theo niềm vui được quay lại đường đua của các vận động viên xe đạp phong trào. Bước vào mùa tổ chức thứ 9, giải thu hút trên 200 coureur thuộc 18 đội đua dự tranh. Chặng mở màn của mùa giải năm 2022 có cự ly thi đấu 105 km, lộ trình từ thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đi thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Ngay từ đầu, các tay đua đã tạo nên những cuộc tấn công liên tục, đẩy tốc độ đoàn đua lên cao, có những thời điểm lên đến 60 km/h. Giải thưởng dọc đường đầu tiên ở cổng chào vào thị trấn Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng chứng kiến tay đua Trương Nguyễn Thanh Nhân của câu lạc bộ thanh niên Hóc Môn vượt qua trước tiên. Thanh Nhân tiếp tục giữ tốc độ ổn định để tấn công giải thưởng dọc đường thứ hai tại trung tâm huyện Dương Minh Châu. Tuy nhiên tay đua của đội câu lạc bộ thanh niên Hóc Môn không thắng điểm Xuân Hai. Khi thua xích sao, tay đua dẫn đầu là Lê Duy Thức của ekip xe đạp Tân Bình. Cuộc cạnh tranh tốc độ được đẩy lên cao khi các tay đua hướng về đích đến trước bảo tàng thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Người có cú nước rút tốt nhất lứa tuổi 16 đến 40 là tay đua Nguyễn Thành Nhật của Tân Bình. Người giành áo vàng thắng chặng lứa tuổi 41 đến 55 là tay đua Nguyễn Nam Cực của Sài Gòn Velo. Đội em đã đồng lòng với nhau, đoàn kết thì sẽ tạo nên sức mạnh. Đội em đã đồng lòng để kết hợp với nhau để mà có thể ghìm chân những cái đối thủ lại để mà giữ cho em đi về nhất. Thì hôm nay đồng đội và em đã rất là đồng lòng và rất là phối hợp rất là tốt. Mục tiêu của em trong giải đua năm nay em sẽ nhắm vào chiếc áo vàng và cả nhất đồng đội. Chặng mở màn của giải xe đạp truyền hình Bình Dương lần thứ 9 năm 2022, Cup No. 1 khép lại thành công về mặt chuyên môn lẫn công tác tổ chức. Giải năm nay còn 3 chặng đi qua các tỉnh Long An, Bình Phước và vòng quanh thành phố mới Bình Dương. Vẫy gọi các cù rơ mọi miền đất nước cùng hân hoan lướt vòng vùng đất lành miền đông thân yêu, nào cùng cố gắng đồng đội ta ơi, băng qua những con đường thanh thang giờ hồng mơ, nào cùng tiếp bước thế hệ trong xây dựng quê hương miền đông tươi đẹp. Từ bốn phương hội tụ về đây, miền nam ta luôn vẫy gọi các cù rơ mọi miền đất nước cùng hân hoan lướt vòng đất lành miền đông thân yêu, nào cùng cố gắng đồng đội ta ơi, băng qua những con đường thanh thang rộng mơ, nào cùng tiếp bước thế hệ cha ông xây dựng quê hương miền đông tươi đẹp, nào cùng cố gắng đồng đội ta ơi, băng qua những con đường thanh thang rộng.
rừng quê hương miền Đông tươi đẹp. La 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 la. Nước tăng lực number one trên dầu cuộn trào sảng khoái bật tung năng lượng. Nông sông người ta uống ngay đốc tất hay nào cùng chính loại thảo mộc tự nhiên thanh lọc từ mát truyền đốc tất thanh thanh nhiệt tươi mát sông hết mình cùng nhau mang đi cả thân nhiệt đốc tất thanh lọc cơ thể tươi mát mỗi ngày.